Bão Minton mạnh cấp 5 trên thang cảnh báo 5 cấp sẽ đổ bộ vào bang Florida của Mỹ trong ngày hôm nay theo giờ địa phương. Với sức gió tối đa gần tâm bão ở mức là 250 km/h, thì Minton là cơn bão tồi tệ nhất đổ bộ vào nhiều khu vực của bang Florida trong hơn 100 năm qua. Hiện tại thì đã có khoảng 7.000 nhân viên liên bang đã được huy động để hỗ trợ bang Florida đối phó với bão. Và đây là một trong những đợt huy động nhân sự liên bang lớn nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Dự báo bão Minton sẽ tràn vào bờ biển phía tây của bang Florida trong ngày hôm nay, theo giờ địa phương, khiến nước biển dâng cao, có thể lên tới 4,5 mét. Các chuyên gia khí tượng cũng cảnh báo, lượng mưa do bão Minton gây ra có thể lên tới 380mm, gây lũ quét nghiêm trọng. Về cơ bản, tất cả các mối nguy hiểm đều có thể xảy ra hoặc liên hoàn mối nguy hiểm diễn ra cùng lúc khi bão Minton quét qua bán đảo Florida, mất điện diện rộng, cây đổ hàng loạt và bị cô lập trong nhiều ngày do lũ lụt. Vịnh Tampa, nơi bão Minton được cho là sẽ đổ bộ, chưa từng bị cơn bão lớn nào tấn công trực tiếp kể từ năm 1921. Khoảng 7.000 nhân viên liên bang đã được huy động để hỗ trợ bang Florida ứng phó với bão. Đây là một trong những đợt huy động nhân sự liên bang lớn nhất trong lịch sử. Nếu bạn là người sống ở khu vực rất dễ bị tổn thương ở bờ Tây Florida, hãy rời đi ngay bây giờ mà không cần phải chờ lệnh sơ tán. Chúng tôi đang lên kế hoạch cho những kịch bản có thể xảy ra. Tác động chắc chắn sẽ rất lớn. Tại thành phố đông dân Orlando, nơi cũng được dự báo nằm trên đường đi của bão Minton, nhiều người dân đã lên kế hoạch sơ tán, trong khi những người ở lại cũng đang ra cố nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn, nước uống và đồ dùng cần thiết. Và ngay lúc này thì người dân tại bang Florida phía nam của nước Mỹ đang phải tranh thủ từng giờ từng phút sơ tán đến nơi an toàn để có thể tránh bão Minton. Hình ảnh do phóng viên Thái Thanh, thường trú tại Mỹ, vừa gửi về. Hàng trăm ngàn xe ô tô nối đuôi nhau trên các tuyến đường ở Florida từ tối thứ hai theo giờ địa phương để tìm kiếm nơi an toàn hơn. Hơn 15% số trạm xăng ở bang Florida đã hết xăng vào lúc 11 giờ sáng qua do nhu cầu tăng đột biến. Nhiều siêu thị cũng hết sạch hàng hóa do người dân tăng mua dự trữ đối phó với thảm họa. Milton được cho là cơn bão tại vùng vịnh của Mỹ mạnh thứ hai trong lịch sử và có thể còn mạnh hơn khi tới gần Florida. Sức gió có thể lên tới gần 290 km/h, kèm theo mưa lớn, làm thủy triều dâng từ 3 đến 3,6 mét. Bão dự kiến đổ bộ vào thứ Tư và còn gây ra hậu quả thảm khốc hơn bão Helene cũng vừa càn quét Florida vào tuần trước. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tạm hoãn chuyến thăm tới Đức và Angola để tập trung vào việc ứng phó với bão và tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Florida, đồng thời yêu cầu lực lượng quản lý khẩn cấp liên bang phối hợp cứu trợ thiên tai. Thái Thanh, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Dạ vâng, như vậy thì có thể nói là Minton là một cơn bão thế kỷ và chúng ta ngày càng phải chứng kiến nhiều hơn những cơn bão xuất hiện ở gần bờ với cái độ phát triển nhanh hơn và kéo dài lâu hơn ở trên đất liền. Và nguyên nhân là do trái đất nóng lên, mặt nước biển cũng ghi nhận những cái mức nhiệt độ cao kỷ lục. Như vậy là cái điều kiện thuận lợi để cho bão mạnh phát triển và tấn công vào đất liền. Vâng, có thể nói là bão Minton hay cơn bão số 3 vừa qua của nước ta là những minh chứng rõ rệt cho thấy là thiên tai đang ngày càng khắc nghiệt với những diễn biến vô cùng khó lường. Năm 2023 là năm khô hạn nhất của các con sông thế giới trong hơn 30 năm qua. Đây là báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới, Cơ quan Khí tượng của Liên Hiệp Quốc trong bối cảnh nắng nóng kỷ lục đã làm giảm lưu lượng dòng chảy, góp phần gây ra hạn hán kéo dài ở nhiều khu vực. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2023 cũng ghi nhận khối lượng các sông băng cung cấp nước cho sông ngòi ở nhiều quốc gia giảm nhiều nhất trong năm thập kỷ qua. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo, hiện tượng băng tan có thể đe dọa đến an ninh nguồn nước của hàng triệu người trên thế giới về lâu dài. Thống kê của Liên Hiệp Quốc cho thấy khoảng 3,6 tỷ người đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước ít nhất một tháng một năm, và con số này dự kiến sẽ tăng lên 5 tỷ người vào năm 2050. Năm 2023 là năm nóng nhất lịch sử, và mùa hè năm 2023 cũng được xem là mùa hè nóng nhất từ trước đến nay.